kính chào quý vị khán giả. Dân ca dân vũ là loại hình di sản văn hóa phi vật thể gửi gắm tâm tư, tình cảm, đời sống văn hóa tinh thần của các dân tộc. Những năm gần đây, nhiều loại hình dân ca dân vũ đang đứng trước nguy cơ mai một. Vì vậy, bảo tồn và phát huy giá trị dân ca dân vũ nói riêng và văn hóa đồng bào nói chung có ý nghĩa quan trọng, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam. Tại huyện miền núi Tiên Yên của tỉnh Quảng Ninh, nơi có 13 dân tộc anh em cùng sinh sống, chính quyền cùng người dân có nhiều nỗ lực sáng tạo, chung tay giữ gìn, truyền dạy một số loại hình diễn xướng ca dao dân ca trong nhịp sống hiện đại. Đó là câu chuyện của vùng Đông Bắc. Còn tại Tây Bắc, Mộc Châu, Sơn La là vùng đất sinh sống lâu đời của 12 dân tộc với đa dạng bản sắc văn hóa, phong tục, lễ hội. Địa phương này chú trọng tổ chức các lễ hội, các tuần lễ văn hóa du lịch thường niên nhằm quảng bá văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc tới người dân và du khách. Đây cũng là cơ hội để các nghệ nhân trao truyền tinh hoa nghệ thuật truyền thống tới thế hệ trẻ. Trong thời hội nhập, sự giao thoa văn hóa góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, tạo cơ hội phát triển, nhưng cũng đặt ra các thách thức đối với việc phát triển văn hóa các dân tộc nói chung và đồng bào Khmer nói riêng. Bên cạnh chính sách hỗ trợ từ chính quyền, ngành văn hóa, thì sự đồng lòng của mỗi người dân, nghệ nhân, nghệ sĩ chính là sức mạnh, tạo sức sống lâu bền cho văn hóa đồng bào dân tộc Khmer tại nhiều tỉnh thành Nam Bộ. Văn kiện Đại hội 13 của Đảng nhấn mạnh khắc phục sự chênh lệch về trình độ phát triển và đời sống văn hóa giữa các vùng miền, các giai tầng xã hội, đặc biệt quan tâm tới vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. Quan tâm tạo điều kiện phát triển văn hóa văn nghệ của các dân tộc thiểu số, bởi trong thời đại hội nhập toàn cầu, bản sắc văn hóa dân tộc chính là tấm thẻ căn cước. Về tộc người là mã định danh, để nhìn vào đó, người ta có thể dễ dàng nhận ra đó là dân tộc nào. Những năm qua thì công tác bảo tồn phát huy giá trị của văn hóa các dân tộc luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong Góc nhìn văn hóa. Kính chào quý vị khán giả, bây giờ là 5 phút hôm nay với những thông tin cảnh báo an ninh an toàn đáng chú ý. Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh đã cảnh báo không liên quan đến website checkvisa.vn. Từ đầu tháng 8 đến nay thì nhiều khách hàng có nhu cầu làm visa đã tìm kiếm truy cập vào website này và nhầm tưởng đây là trang web của lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đã có khách hàng được tư vấn nội dung không đúng quy định pháp luật. Ngoài ra, website checkvisa.vn còn mạo danh phòng vé máy bay đăng tải những mức giá cực kỳ thấp để chào bán trên mạng. Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa đưa ra cảnh báo 16 thủ đoạn lừa đảo qua mạng được các đối tượng thường sử dụng. Một đối tượng vừa bị Công an Thành phố Quảng Ngãi bắt khẩn cấp về hành vi tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng. Trước đó khi đi ngược chiều trên các tuyến đường một chiều, đây là một trong những hành vi tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Đáng nói là nhiều lái xe lại cố tình đi ngược chiều chỉ để tiết kiệm một chút ít thời gian di chuyển. May mắn là tai nạn chưa xảy ra, nhưng rõ ràng tình huống thực sự là lời cảnh báo với mỗi người. Chuyển sang cảnh báo thời tiết, chiều và đêm nay cả ba miền đất nước dự báo sẽ đều có mưa dông, cục bộ có nơi mưa to. Những cảnh báo chi tiết sẽ kết thúc 5 phút hôm nay. Cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.